Hai anh em mình xin chào cô bác chị các bạn. Thế chào, xin chào ông bà cô bác, anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô bác chị các bạn. Thì trước tiên đây hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Thì hôm nay anh có mua hai con gà che lai nè, hai con gà này là 3 kg. Em nhắm ăn hết không? Che lai hả? Ừ. Em thấy giống gà gỗ vậy. Nó lai nồi nó hơi bự. Để ăn thử coi mới biết. Ok em, khi nào em ăn hết nha. Thì anh sẽ tặng cho em 5 xị. Còn không hết thì được ăn thôi nha. Ok ha, hiểu không? Hiểu rồi. Thôi hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, rồi em ngồi xuống mời cô ba chị dùng với em nha. Anh đây ha. Đó. Cho có tinh thần văn nghệ. Thế là xin mời ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn dùng món gà luộc chấm với ớt chanh thế hằng nha. Rồi, ăn em. Quá sức chưa, hai con gà. Trên này là lá chanh. Lá chanh mình sắc nhuyễn nhuyễn kìa. Ăn kèm vô cũng thơm ngon lắm. Bốc khói ha. Gà tre này đang nóng ha, mình luộc chúng này gà này nó dai ngon, thịt ngọt. Ăn nó giòn hơn ha. Anh thử, em cho anh thử miếng. Thì em ăn đây, khi nào chút xíu anh chịu hết nổi anh xin, còn không chịu nổi thì thôi. Anh cứ chừa lại cái cần cổ cái cánh này, có gì anh ăn cái cần cổ cái cánh. Chắc em nghi bữa nay món này em chừa ra đâu. Dạ. Dài gà tre này giòn quá. Còn nóng còn khói. Có ấy em kèm lá chanh vô hằng. Thơm ngon lắm em. Đúng rồi, lá chanh non. Lá chanh vừa cứng cứng, không có già. Nên nó không có đắng. Thịt gà luộc cái này dai ngọt ngon quá. Anh luộc gừng đó, niêm, hạt niêm nè. Rồi xong luộc chín lên để đắp lại, để ngâm nó, cho nó rút cái nước gừng vô cho nó khô. Em ăn hết hai con gà này xong, ông chợ nhà với cánh giò em ăn luôn. Dạ. Ôi, vườn ra cái cánh giò đấy em, tội nghiệp anh. Để cánh với giò thì mình để ra đây cũng được, nhưng mà em nó cặp lâu nên giờ mình cũng cắt để dành lại, có gì hồi mình chịu hết nổi mình chạy vô mình hưởng xói mấy cái đó. Thì cũng có rất nhiều cô bác anh chị các bạn thương kênh của Sơn, anh em của Sơn thì cũng có góp ý là anh em ăn mình nên đeo bao tay, nhưng mà anh em đeo bao tay bọc vô thì khó ăn, sột sạc khó ăn. Còn đeo bao tay y tế ở đây mình bán tới nó mỏng quá à. Ăn tí xíu à, gấp. Lúc trước mình cũng có ăn với anh ba rồi, đeo bao tay y tế chút xíu gấp. Cũng rất mong cô bác chị quan thông cảm. Thì ăn một mình thì mình nghĩ thì cầm vậy là ăn nó ngon hơn. Đông người mình cầm như vậy thì nó không được, còn mình thì được. Cảm giác nó ngon miệng hơn. Gà nó ngọt, cái nước còn trong đây luôn á. Vậy mới ngon, em mới rút nước vô. Chứ em luộc mà em để ngoài lâu quá là nó khô em. Anh luộc con gà chỗ này ăn ngon nè. Sao nó ngọt mà con gà nó còn mềm nè. Ừ. Nó không có bị khô. Ừ. Xé gà còn gà chảy nước mà. Ừ. Ăn luôn cái đùi luôn anh Sơn ơi. Wow.
giòn đó, dây gà nó béo mà nó giòn. Quá sức. Trời ơi, làm anh nuốt luôn em ơi. Cái khăn em cho anh cái khăn làm sao? Ước áo rồi, khỏi thằng nó mới ước áo rồi. Chút mà ăn này xong em nói cho anh nghe anh nghe sao? À, ừ. À. Ăn rồi mới nói. Rồi, ok em. Để anh nói trước không được. Dạ. Ý là ngon hay dở hay sao? Đưa là bí mật luôn hả? Bí mật. Anh hỏi con gái em mặc bí anh nha sao? Rồi ok em, đừng hỏi nữa.
Khóm hay chua không em? Nhăn ăn khóm cho anh thấy anh thèm cho. Anh thấy khóm em nhăn mặt nãy giờ hai lần anh mới hỏi. Dân một con có dữ. Được nửa tiền rồi đó. Nửa tiền. Ok em. Cố đó nàng ơi. Tiền nhủ mình luôn. Cố đó nàng ơi. Ăn rồi chọc anh đó em. Anh thiếp sắp cầm lòng không đặng rồi nè. Cho anh miếng ngơi ra lạnh không? Khăn hả? Thôi em cho anh miếng lạnh nè. Rồi. Cảm ơn em. Cho anh khăn lạnh cho anh thịt đâu. Rồi. Ác hết sức, ác của mình hết sức luôn. Ấy cũng chuyện thế hàng luôn. Thank you.
Cái thằng ăn không còn miếng thịt chín xương luôn. Khăn trùm miệng em ơi, chín đùm em ơi. Con gửi mà mới có tầm 15 phút, tốc độ quá nhanh luôn. Thôi được em ơi, để con thú cưng anh nó nhờ cậy được em chút em. Nó được là thịt ngọt quá mà. Nhưng mà bỏ vô phía này đó mắt. Rồi không phải bỏ nhưng mà mình nhưng mà ý anh là còn dính chút chút thì cũng cho mấy thú cưng của anh ăn thôi. Thịt cà tre, thịt ngọt quá, dai, ngon. Có ăn uống, thấy em. Em ăn chung cái lá chanh thơm ha. Em nghe em nói gì nghe em nghe làm với cái ực cái gì anh sao nốt chứ vậy chọc hoài anh cảm nhắm chịu nổi không chịu nổi em cho cục nha đợi chút xíu chịu hết nổi xin miếng á. Đang trên tủ lạ lạ đó thôi, lát nữa để anh chịu không nổi anh xin nó ra. Nói hồi anh mắc cỡ em. Phần rồi. Còn phần nhé. Dám nói cố lên thằng ơi nữa. Cố ra. Nước. Gà này gà mái còn đẻ luôn nha, có trứng nha.
Thú cưng ở nay gặp chị rồi cưng ơi. Làm em nó buồn nữa. Đúng xương luôn. Trân ơi, thèm. Sắp hết rồi đó, anh có thèm thì xin chứ em dứt là hết luôn á. Ok, em cứ ăn thoải mái đi không? Anh còn hai cái cánh, bốn cái cánh với hai cổ à. Ăn rất dài vô mút luôn. Thôi. Chắc là đường quay anh nuốt nãy giờ rồi đó. Mà vừa tắt máy là anh chạy đi làm liền luôn á. Nói với em để giờ cho anh á. Dạ. Giỡn với anh thôi em. Giỡn với anh làm anh hết hồn tưởng đâu em ăn nữa chứ. Dám ăn nữa lắm á. Đưa chắc ăn nữa lắm. Đưa ăn nữa, tội anh á. Hết rồi cũng còn nữa, cũng làm chút chút nó cũng được nha. Rồi ok em. Ba dữ. Ăn theo cái lượng sức em ăn ở mấy thánh ăn của Hàn Quốc hết chứ, 2 con gà 3 kg ăn tới đoạn cuối luôn chưa thấy biết là ngán hay là no gì. Quá đỉnh. Ướt á. Ướt hả? Ướt tại em đông muốn ớt thì nhiều. Xong cái đùi xé cho chút xíu ớt anh ăn thử hả? Thịt thiệt á hả? Thiệt tình luôn. Chịu hết nổi rồi. Quá lẻ rồi. Ăn chút rồi ăn kia đây. Ôi đi rồi. Nãy em hỏi anh rồi mà. Dạ hả? Rồi ok chút xíu nữa. Coi như là hỏi mà em ăn ngon miệng thì em ăn, còn nói như anh thì anh thấy em ăn ngon miệng quá thì anh mới xin thôi. Nhưng mà thật lòng còn xin thiệt. Cho miếng da được không? Thôi em ăn, da ngon, da gà ngon. Em ăn. Để anh không xin nữa, mệt nó mắc cỡ quá. Hồi sớm thấy anh gài em hết rồi. À dạ. Em ăn em cho, bây giờ em ăn về em cho anh về cũng kỳ. Rồi, để em ăn cho lát vô nhà anh ăn đi. Rồi ok. Đúng không? Rồi. À, mắc cỡ. Hôm nay mình bị hố nữa.
vừa tắt máy là chạy lấy cái cánh ngậm liền luôn á. Nãy còn nửa con em mời anh đàng hoàng. Rồi ok. Không, mấy ngày em nói thiệt không Sơn ơi, phải em ham ăn. Ừ, không. Mà anh ấy em là em thấy còn nguyên con, còn đùi, còn đồ, em mời anh ăn. Bây giờ em ăn vậy cho anh ăn cũng kỳ, chứ trả tay cho em sớm giờ bắt đây nữa. Rồi, không có gì em gắt ăn chạy sổng anh ăn đi. Rồi, anh không thấy kỳ lắm. Rồi, ok. Mấy okay. Phần còn cục ít thịt nạc không thế cho anh, em còn xương cũng kỳ nữa. Rồi, ok. Anh nhất định rồi, tắt là chạy vô lấy cánh làm liền luôn. Trời mời rồi, em mới gọi mà không nha. Cứ thế hẳn, mới đang ngốc mà thử thách thế hẳn, ăn mình phải mua 3 con. Để con kế bên luôn, kế luôn. Là mình vừa quay, mình vừa ăn. Thay vì thử thách thế hẳn bằng 2 con, rồi để đây con. Kế bên con, khi nào ấy mình ngậm luôn. Tôi chịu nổi chứ thôi, chịu hết nổi rồi. Vậy là được thế hẳn. Khỏi mất công xin mắc cỡ thế. Cả. Quá chứ chặn rồi luôn. Hai con gà 3 kg mà ăn chỉ ăn tới còn khúc còn cục cuối cùng luôn. Và không thấy thấy ngán luôn. Thì thằng này ăn thường cỡ đàn ông chứ đàn ông mà bình thường ăn bình thường á là chắc chấp hai người. Còn mà đàn ông ta nhiều người ta ăn nhiều thì mình không dám nói. Ăn bình thường như mình là chấp hai như mình hai người luôn. Quá dữ. Thịt ngọt mềm. Chị này chỉ ăn bằng hai người thanh niên luôn. Cái này không phải nhai nhem anh nghe anh Sơn. Rồi. Tại vì khúc có ít thịt ngọt nhiều quá. Đã bị quê còn chọc. Đáng chịu khó chờ em chút nha anh Sơn. Rồi. Chứ hồi nãy giờ cũng nhóm chân muốn chạy lắm rồi. Tại không ai cầm máy chạy đi rồi. Quá đỉnh luôn thằng ơi. Mai chiều anh kiếm một người phụ nữ nữa
để vô đấu với thứ hàng được quá dữ. À, đừng cái mai kiếm chữa Tâm được rồi. Thôi chị Tâm của em ăn yếu hơn em ơi. Rồi kiếm một phụ nữ mà ăn cỡ như em rồi để đấu với em được. Chắc không kiếm, hiếm có. Kiếm chắc ít. Khó gặp. Cảm trộm chút nào sao? Rồi rồi. Rất cay. Lắc lắc xuống xuống. Lắc lắc cho phần đùi nó xuống tới phần ức nó vô. Nó nằm có thứ tự gì luôn hả em? Ừ. Chậm rất ngăn nắp á. Bỏ tay. Thế hàng ngày em ăn hai con gà 3 kg này em ăn hết anh nãy em thiệt luôn hả? Quá dữ. Ủa 3 kg hả anh Sơn? 3 kg đó, anh sáng mua 3 kg. Sao nãy em gấp trong nồi anh nói con ký 6 hả? Con á, con ký 6 á. Chết rồi. Con ký 6 á là trừ cánh cổ vòng 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 con luộc cái này đâu có nhót. Cánh cổ ra cũng còn rút nước cho bay nữa nè. Ừ, người ta mới 2,5 kg. Ăn thêm dĩa trái cây nữa. Quá đỉnh luôn. Không luôn. Ok. ăn hết người luôn rồi bỏ. Mình nghĩ phía hàng chắc ăn nửa con này chắc được. Ăn cái miệng còn quá ngon. Nhìn thấy phía hàng ăn miệng còn ngon. Chắc còn ăn nổi nữa. Để mình hỏi coi. Làm một ly nước quá dữ. Thế hằng cho anh hỏi cái thằng như em ăn 2 con gà vậy 3 kg này
mà em có thể nào ăn nổi nữa không? Chắc về nhà lát nữa chạy về nhà chồng ăn thêm tô cơm quá. Rồi ok, phần thưởng là rất là xứng đáng dành cho em. Cảm ơn sếp. Rồi ok em. Bác ơi con thương bác nhiều. Hai anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào em, bye bye.